really start. Hello. Xin chào mọi người. Hello. You gotta put your face in here, bud. There you go. Yeah, what face nữa đó? I want to see my face. Okay. Hôm nay mình sẽ cho một thử thách. Đó là thử thách ăn hột vịt à. Bắp thảo. Bắp thảo. Đây. Cái này mình mua thì nó đã lột sẵn rồi. Nó đã lột cái vỏ sẵn, lột cái cháu á. Sit down. Giỏi. Thank you. Hello, thank you, mommy. Thì nó đã lột cái cháu sẵn rồi mọi người. Đây, chỉ còn là cái hộp vịt thôi. Cho nên mình sẽ... Mommy's talking. Can you eat this one? You want to eat sit that down. One? Sit down, please. Sit down, thank you. Thì mình sẽ cho chồng mình và con trai mình ăn thử hộp vịt này. Sẽ lột nha mọi người. Nó hôi khai khai mà. Ăn sao được. How you guys eat this thing? It smells like I don't want to say Sabrina, it. Sabrina, please get down. Can I cut it? No, you gotta peel it off, bro. Yeah. Wait, Daddy, you don't like to. Daddy, lột ra. Anh phải nói tiếng Việt để con nói tiếng Việt. Daddy, eat this before. Nè nè, lột cái này nè. I don't want to lột. How about you give mommy knife? Are you listening to Daddy or what? What? Eating, you're supposed to eat it. It's not. Không có giống cái hộp vịt muối đâu nữa. Nè. Nó tưởng là giống hộp vịt muối rồi cắt lấy dao cắt. Cắt phân nửa, chẻ phân nửa. Oh, smell. No, I don't want it. Smell like cat high or sao, oh man. Không phải mình về mình ăn được nhưng mà cái mùi khai khai hay sao nè, mà mọi người cái này rice, mommy? Cái này mình lột xong rồi mommy, nè where's the rice? Thì theo mọi người cái hộp vịt này á thì mình nên làm mommy, cái gì để ngon where's the rice? What you want to eat rice? Yeah. Con trai mình muốn ăn chung với cơm cái này. And daddy got me on. You lick it. You see your favorite thing. You lick it. I don't like to lick it on my arm. Hey. I don't want mommy, can you know? I got it in the paper. It's happy. Yeah. Stop that. You don't lick it. You get the paper and wipe it out. Don't do that. Mommy, can you grab the rice? Sabrina, please. Can you stop? Oh, no. It smells terrible. Daddy, I know it smells terrible. It is. It smells like, no. No, no, ăn được nhưng mà đừng để hửi trời. Cái mùi của nó giống như là mùi khai khai, giống mùi nước tiểu vậy. Sabrina, I look at on my face. Yeah, bite it. Look. Hello. My hair is ponytail. Look, I'm a ponytail. I'm a ponytail. Sabrina, no please. Okay. Okay. Để con ăn đi. I got a ponytail. I got a ponytail. I got a ponytail. Thank you. Peekaboo. Peekaboo. Okay, con trai mình muốn ăn chung với con. Rau cơm này nó mắm mắm ớt vô nữa hoặc là dưa leo sắc vô ăn được. Còn ăn cứ để vô một lỗ mũi người hửi ăn vô thôi rồi. Là nước mắm á. You don't need fresh sauce. You smell it. You don't wipe your pan. Cái gì cái gì? Nó hôi quá. Nên lúc nó hửi vô hôi. Mommy, it smells like popsicle. Ok, bây giờ con ăn thử đi. Eat it. No. Look over here. Don't move that no, over there. It's your challenge. Happy, it's called a video, so you can't move like that.
Well, I already know what it tastes like. Rồi đi không được, ở đây. Ok. It smells fine now with the rice. Okay. Okay. Ăn đi. Anh nói ăn chung với cơm thì mùi nó khác lại rồi. Ngon, ngon. Good. Nghĩa. Right, Sabrina. It, no, please. Ngon không? Okay, no please. Con nói đi ngon. Ngon. Cuz mommy and daddy is making the video, you can't. How do you that. Feel? Daddy, now you eat it. Okay, leave no. it there, leave it there. Now you eat. Oh, well, no. eat it. I eat it with the rice. Okay. No. It sounds like that. No, Daddy, it's smell how you eat that thing. Ăn ăn được nhưng mà nó. Ăn phải ăn cái gì vậy? Daddy, grab some. Good eat it. Okay, you want to smell? No, I'm not eating it. No. Ew, it's yuck. Smell it. How's it, Daddy? You don't like it? No, I don't want it. Daddy don't like it. No, I don't eat it. Chồng mà nó không biết. No. Rồi anh thấy mùi nó làm sao? Con thai quá. Hả? Con thai. Nó anh ba đây anh nói mới được chứ. Rồi anh thấy mùi nó làm sao? Con thai quá. Nó hôi thai quá. Cái trứng trồng đỏ nó ăn được, còn cái ở ngoài nó hôi thai không? Cái này nè, cái trong nó ăn được, còn cái vỏ nó hôi thai quá. Cái trà liu. Nothing bad. But. Con trai mình nó thì nói rất là ngon. Từ cái thing này đấy. Con phải xịt nước mắm vô. Nè, cho nước mắm kìa. Eat like this, mommy. Okay, mình sẽ cho nước mắm vào đây. Đừng nhiều quá, nhớ ăn mặn nhiều quá. Được rồi. Hey, don't say that like that. Sorry. Okay, bây giờ con ăn đi. That's not nice. Sorry. Rồi, anh chàng này hầu như là cái gì anh cũng ăn được hết á. Tốt. Có nhiều mới tốt. Đi đâu ăn cũng được. Fish ball tastes good. Đây nè, đây nè, bà nhỏ nó quậy kìa. Daddy, fish ball smells terrible. No. Don't shake it. Good. Yummy. Ăn ngon. Yeah, the fish ball should taste terrible. Là cái gì? Nó nước mắm nó hôi. Trộn chung nó hôi kiểu gì. Selena, I mean Sabrina, please con, down. Con xuống đây cho mommy. Đừng đẩy cho mình quá đau nữa. Oh my, I want some more. Can you get it? Bây giờ con, no, bây giờ con ăn cái này đi. Bây giờ mình sẽ cho chị nhỏ mình ăn nè. Bây giờ con ăn cái này đi. Mommy, this. This what? This what? Hi, can we eat this one? Halfway, can you sit down? No, I want this one. You're on the video the now. Mommy. Okay, bây giờ con thích không? Mommy. Sabrina, you want some of these? You want some of these? No. No, then stop it. No, no, it's okay. Don't bug her. Don't bug her. Mình sao? Anh thấy mình sao? Let's eat it. Mọi người, nó hôi giống như mùi nước. Mama. Nhiều người thích ăn được nhưng mà phải ăn cái là kiểu mà giống như sắc vô heo rồi phải không? Em trộn với nước mắm ớt cay tí cho nó tẩy cái mùi xuống mới ngon. Daddy smells terrible. Anh chưa ăn lần nào đó, anh kể không? Thì thấy em ăn á. Hả? Thấy em ăn á? Thấy em ăn ngon lắm mà, kiểu đó. Thì đó, anh thấy ăn thôi, chứ anh chưa từng ăn đâu. Thì đó. Ok, go ahead. Con đi ngồi lấy. Bữa em đưa anh. Bữa em đưa anh ăn một miếng rồi mà. Một miếng với cơm với dưa leo đó. Bữa đó. Anh ăn có một miếng anh chạy rồi. Thôi, nó phá kìa. Đó. Chàng trai của mình đang ăn rất là ngon lành. Thì good. À, tôi nghĩ là cắt tóc nó dài hết trơn.
Dài nè em. Em. Mommy, don't get it. Okay, con đi lấy đi. No, don't get it. I can't get it. Kìa, chị nhỏ khóc kìa. Đảm nó ra đây. Đảm nó ra đây. Mommy, I want it. Can you get it from me? Can you get it from me? Okay, later, okay? Yeah. Okay. Nghe thử thách chỉ có mình con trai mình ăn thôi mọi người. Còn mình ăn không, mình không có ăn được, nó hơi mùi mùi khai quá. Vậy mình mà kêu em anh thử thách đi em nè, anh ăn thử đi em nè. Thì đó cái đó là thử thách của anh với Hana Phi mà đâu phải của em đâu. Yeah. Cho nên mình chỉ thích ăn với nước mắm và với dưa leo với cơm. Mắm cay mình dằm mình ăn. Okay. Con trai mình đã quất sạch rồi đây nè. Okay, get rồi. Thì mình có từng cho ảnh ăn một lần rồi. Thế là ảnh cũng thích. Bây giờ cho ăn nữa, không khoái nữa. Mina put it down. Mina put it down before you eat it. No. Okay, say bye bye. Say bye bye nó. Say bye bye. Say bye bye nó ngủ. Bye bye nó. Bye-bye! 5 seconds. Put subscribe button.